Thưa quý vị, tôi có một người bạn trên 90 tuổi vừa qua đời. Ngày trước khi qua đời, anh đã cùng với vợ hát bài thánh ca Chúa là vần đá muôn đời với lời như sau. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn, giờ sắp nhắm mắt xa trần gian, đặng bay đến nước chưa từng hay nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây. Vâng đá muôn đời đến cứu tôi. Nguyện tôi chỉ núp trong Ngài thôi. Đó là đức tin của một người có Chúa bình thản ra đi, không có gì sợ hãi hay nuối tiếc. Tôi cũng có một người bạn khác mắc chứng ung thư ở thời kỳ cuối, đang nằm trên giường bệnh, chịu nhiều đau đớn và đang chờ được Chúa tiếp đi anh nói với tôi, xin một sư cầu nguyện cho em để em giữ đức tin cho đến cuối cùng. Hai người bạn này làm tôi nhớ đến một tác giả nổi tiếng là bà Elizabeth Kubler Ross. Elizabeth Kubler Ross là một bác sĩ tâm thần, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân sắp chết nên bà thông cảm với tâm trạng của họ. Bà là một trong những người đi tiên phong trong việc thiết lập hệ thống hospice trong các bệnh viện để chăm sóc các bệnh nhân đi dần đến chỗ chết. Nữ bác sĩ Kepler Ross cũng đã qua đời vào tháng 8 năm 2004 và được nhiều người biết đến qua quyển sách mang tựa đề Chết và chờ chết On Death and Dying xuất bản năm 1969. Sách này đã giúp cho nhiều người thấy rõ tâm trạng của những người mắc những chứng nan y và chờ cái chết đến với mình. Trong quyển Chết và Chờ Chết, nữ bác sĩ Kepler Ross nói về năm giai đoạn mà các bệnh nhân biết rằng mình sẽ chết thường đi qua. Năm giai đoạn đó là khước từ, phẫn nộ, mặc cả, xuống tinh thần và chấp nhận. Trước hết khi một người được cho biết là mình mắc phải chứng nan y. Phản ứng thông thường đầu tiên là không tin, không cho đó là sự thật. Nghĩ rằng việc đó xảy ra cho người khác, chứ không thể nào xảy ra cho mình. Đó là giai đoạn khước từ, chối bỏ, gạt sang một bên sự thật phủ phàng mà mình phải đối diện. Sau đó khi bệnh nhân biết là chứng nan y của mình là sự thật không thể chối cãi, Người ấy sẽ quay ra phẫn nộ và giận dữ. Người đó sẽ oán trách trời đất, than thân trách phận và giận dữ với hoàn cảnh và mọi người chung quanh. Theo bà Coppola Ross, sau đó bệnh nhân sẽ đi đến giai đoạn mặc cả. Thay vì oán thang trời đất và người chung quanh, nếu là người có niềm tin, người ấy sẽ cầu xin cho mình được sống thêm, mình sẽ làm điều này, điều nọ hay là nghĩ đến điều này điều kia để tự an ủi. Nhưng rồi tâm trạng đó cũng hết và tinh thần bệnh nhân sẽ suy sụp, bước vào tình trạng suy nhược tinh thần. Và cuối cùng, sau khi khước từ, oán thang, mặc cả và đau buồn, những bệnh nhân chờ cái chết đến với mình chỉ có thể chấp nhận, chấp nhận và chờ đợi điều chắc chắn phải xảy ra cho mình. Nữ bác sĩ Kepler Ross mắc chứng tai biến mạch máu não và bị tê liệt từ năm 1995. Chính bà cũng đã trải qua nhiều kinh nghiệm bệnh hoạn và viết những điều này với tinh thần thông cảm và hòa cảm với bệnh nhân. Năm giai đoạn mà các bệnh nhân mắc chứng nan y trải qua cũng là những giai đoạn mà những người chịu tan hay là mất đi người thân yêu thường trải qua khi có người thân yêu qua đời trước hết chúng ta không chịu chấp nhận không nghĩ rằng người thân của mình đã mất nhưng rồi đối diện với sự thật chúng ta sẽ trở thành tức giận oán trách trời đất hay là hoàn cảnh hay nguyên nhân đã cướp đi sự sống của người thân rồi đến giai đoạn mặc cả trả giá nghĩ thế này thế nọ để tự an ủi nhưng rồi cũng sẽ đi đến chỗ buồn phiền cực độ xuống tinh thần đến cuối cùng theo thời gian những người có tang những người thân yêu nhất của mình mới chấp nhận sự thật để phục hồi tác giả couple ross trong quyển chết và chờ chết nói như thế này chết chẳng có gì đáng sợ cả chết có thể là kinh nghiệm tuyệt vời nhất trong đời sống tất cả tùy nơi cách chúng ta sống. Có đi thăm những bệnh nhân đang chờ chết, có nói chuyện với những người mắc chứng nan y, có chứng kiến hay là kinh nghiệm việc qua đời của người mình yêu thương, chúng ta mới thông cảm phần nào những tâm trạng mà họ trải qua. Bà Coppola Ross đã thật sự nói lên được tâm trạng của nhiều người và giúp cải thiện đời sống của những người sắp chết. Có một điều không ai chối cãi được là chính tác giả dù nói về chết và chờ chết, chính mình cũng phải chết. Có hai vấn đề cho chúng ta suy nghĩ đó là Thứ nhất, chết là con đường đi chung của nhân loại. Không ai tránh khỏi cái chết. Tâm trạng cuối cùng của người chờ chết là chấp nhận. Chấp nhận cái sự thật sẽ đến cho tất cả mọi người nếu chết là điều tất nhiên sẽ xảy đến cho mọi người thì chấp nhận phải là thái độ đầu tiên của chúng ta trước cái chết thay vì khước từ giận dữ mặc cả và xuống tinh thần vì trước sau gì chúng ta cũng sẽ đi đến chỗ chấp nhận vậy thì tại sao chúng ta không chấp nhận cái chết từ đầu coi đó là chuyện dĩ nhiên chắc chắn sẽ xảy ra cho mình và cho mọi người để không phải trải qua những tình cảm hay là tâm trạng không cần thiết. Kinh thánh dạy theo như đã định cho mọi người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Ai cũng phải chết một lần. Nhưng sau cái chết mỗi chúng ta phải trình diện với thiên chúa để chịu xét xử. Thiên chúa là đấng dựng nên chúng ta, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về đời sống mà thiên chúa đã ban cho chúng ta thứ nhì sống như thế nào đã có quá nhiều lời dạy về đời sống nhưng vấn đề quan trọng là những lời dạy đó giúp được gì cho ta khi đối diện với cái chết niềm tin nơi cuộc sống bên kia là điều không ai chối cãi sâu khiến trong tâm hồn ngay cả những người vô thần cũng phải nhận rằng có đời sống bên kia cái chết Đời sống bên kia cái chết liên quan đến thưởng phạt, liên quan đến kết quả hay là hậu quả của cuộc sống hôm nay. Lời Chúa khẳng định: Ai tin con, tức là Chúa Giêsu. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ ở trên người đó con là nói đến Đức Chúa con là Đức Chúa Giêsu đấng chịu chết trên cây thập tự để cứu nhân loại. Chúa Giêsu chịu chết cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những ai tin Chúa thì mới kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Chúa. Người không tin khước từ ơn cứu rỗi của Chúa thì tội lỗi không được tha thứ và vì vậy phải lãnh lấy án phạt của Chúa. Chính vì vậy mà Kinh Thánh dạy, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ ở trên người đó. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nó đến đức thánh khiết của Ngài. Chúa không thể dung dưỡng tội lỗi. Vì vậy cho nên được tha thứ tội là điều quan trọng nhất trên đời. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể đối diện với cái chết mà không có gì phải sợ. Người tin Chúa biết rằng khi từ giả cõi đời này, linh hồn mình sẽ được về ngay với Chúa cái gì còn lại chỉ là thân xác, chỉ là cái vỏ. Đến ngày cuối cùng, lúc Chúa Giêsu trở lại, thân xác đó sẽ phục sinh và chúng ta sẽ ở với Chúa đời đời. Nếu chúng ta chỉ có hy vọng về đời này mà thôi, Thánh Kinh cho biết, chúng ta là những người khốn khổ hơn cả. Nhưng chúng ta có hy vọng về tương lai, về cuộc sống đời sau, vì niềm tin chúng ta đặt nơi Chúa Giêsu là Đấng đã chết và sống lại. Chúa Giêsu đã sống lại, cho nên chúng ta cũng sẽ sống lại trong ngày cuối cùng. Niềm tin nơi Chúa Giêsu với những hy vọng trong cõi đời sau sẽ giúp chúng ta không phải trải qua những giai đoạn tâm lý như vừa kể, nhưng sẽ tin tưởng và chấp nhận để tận hưởng ân phúc mà Thiên Chúa dành cho chúng ta ngay trên đời này và đời sau. Sống với niềm tin nơi Thiên Chúa qua Chúa Giêsu là lựa chọn con đường để sẵn sàng cho cuộc sống bên kia cây chết